VTV xin kính chào quý khán thính giả, chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình của chúng tôi. Kính thưa quý vị, liên quan đến câu chuyện bãi Tư Chính, chúng ta nhận thấy mưu đồ của Trung Quốc khi chỉ muốn đàm phán song phương hay cái mà họ gọi là thỏa thuận thương lượng. Vì sao Trung Quốc không muốn đa phương hóa câu chuyện tranh chấp trên Biển Đông và những lời đe dọa hay hứa hẹn nào của họ đã làm cho các nhà lãnh đạo Việt Nam cần phải suy nghĩ lại và coi vấn đề bãi Tư Chính như một điều gì đó rắc rối và tế nhị. Các chuyên gia, những người am hiểu luật quốc tế và các vấn đề thời sự chính trị, kinh tế, xã hội ở Việt Nam nghĩ gì? Và câu chuyện Su-35 của Trung Quốc xâm phạm vùng lãnh hải của chúng ta, tập trận trên Biển Đông như một lời khiêu khích, có nói cho chúng ta điều gì về số phận của những người Việt, nhất là đối với các binh sĩ của chúng ta. Vấn đề bãi tư chính rắc rối hay vấn đề là lòng người, lòng dân của chúng ta rắc rối? Mới đây một bài phỏng vấn trên BBC đăng tải câu chuyện về bãi tư chính như một cách rất tinh vi và Việt Nam yếu thế hơn. Đó là nhận xét và cảm nghĩ của một số người, trong đó có cả một số nhà nghiên cứu. Bãi tư chính là vấn đề rất rắc rối và Trung Quốc muốn thử nghiệm một cách chơi mới khi thử phản ứng của Việt Nam và các nước. Nhưng dù phản ứng thế nào, Việt Nam đều thua theo một nhà nghiên cứu về chính trị và Trung Quốc học thuộc Đại học Maine, Hoa Kỳ, giáo sư Ngô Vĩnh Long bình luận bên lề một cuộc hội thảo tư về Việt Nam học ở Porto, Bồ Đào Nha nói rằng vấn đề bãi tư chính cũng rất rắc rối, nhưng tôi muốn chú trọng vào vấn đề này là Trung Quốc thăm dò coi Việt Nam phản ứng như thế nào, mà phản ứng như thế nào thì Việt Nam cũng đều thua Trung Quốc cả. Và ông giải thích quan điểm của mình phân tích các kịch bản tình huống như sau tại sao tôi nói như vậy trước hết thực ra chúng ta không biết nhiều thông tin chính xác là trung quốc đang làm gì đáng lẽ chính phủ việt nam phải đưa ra những thông tin đó thì những người như chúng tôi mới có thể đánh giá được nhưng tôi giả dụ là những tàu của trung quốc đi sang họ làm việc đó để xem việt nam phản ứng như thế nào nếu việt nam phản ứng mạnh mà những nước khác nhìn vào thì trung quốc nói đây là vấn đề giữa việt nam và trung quốc chỉ là vấn đề song phương. Nhưng nếu Việt Nam không phản ứng hay phản ứng nhẹ nhàng mà các nước khác không phản ứng, thì Trung Quốc cũng nói đây là vấn đề song phương, mà nhất là mỗi năm Việt Nam đều đưa nhiều người sang Trung Quốc. Kỳ này, như bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, sang và bà nói bất cứ chuyện gì giữa Việt Nam và Trung Quốc, chúng ta đã đồng ý, chúng ta giải quyết vấn đề một cách yên lành thế này thế kia, vân vân khi Việt Nam nói như vậy thì Việt Nam đã nói ra vấn đề này là vấn đề của song phương giữa Việt Nam với Trung Quốc. Thành ra vấn đề Biển Đông hay vấn đề Trường Sa hay Hoàng Sa là Việt Nam tua Trung Quốc ở chỗ đó. Theo nhà nghiên cứu này, Trung Quốc tất nhiên không muốn đây là vấn đề đa phương, giáo sư Ngô Vĩnh Long nói tiếp. Họ muốn đây là vấn đề song phương, mà vấn đề song phương thì các nước khác không được dính líu vào, chỉ là giữa Trung Quốc với Việt Nam mà thôi. Vì vấn đề này Việt Nam phải suy nghĩ. Trong mười mấy năm qua, chúng tôi nói là Việt Nam phải cố gắng đa phương hóa vấn đề Biển Đông. Ông nói là bởi vì nhiều nước trên thế giới đi ngang qua Biển Đông, nhưng Việt Nam lại rụt rè. Thành ra Trung Quốc bây giờ càng ngày càng đẩy càng ngày càng lớn. Trung Quốc đầy rất là hay, không những ở Biển Đông mà cả ở Đài Loan nữa, họ đẩy từ từ. Ví dụ như ở Đài Loan, ngày xưa thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc nói rằng là người Trung Quốc ở Đài Loan và người gốc Trung Quốc ở Đài Loan và người Trung Quốc ở lục địa đồng ý là chỉ có một nước Trung Quốc, không có nói gì vấn đề Đài Loan thuộc về Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc đầy từ từ bây giờ nói là Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc mà những nước khác không nói gì thì nghĩa là cái gì Trung Quốc nói cũng giống như giữa Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý nhưng mà không phải như thế. Nhà nghiên cứu từ Đại học Manhattan Hoa Kỳ nói rằng công bố Thượng Hải là những người Trung Quốc ở Đài Loan và những người Trung Quốc ở Trung Quốc đồng ý là chỉ có một Trung Quốc. Tương tự như vậy, đối với Việt Nam, khi được hỏi nếu Trung Quốc tiếp tục sử dụng cách thức của nước lớn, nước mạnh để đe dọa hay là thử những nước nhỏ như Việt Nam, thì có nghĩ tới việc chính họ phải gặp rủi ro nào không? Trong bối cảnh một cường quốc thường xuyên hiện diện ở khu vực như Hoa Kỳ, nay đặt dưới sự lãnh đạo của ông Donald Trump, giáo sư Ngô Vĩnh Long trả lời. Tổng thống Trump thì sẽ không làm gì. Ông Trump thì hôm nay nói thế này, ngày mai đổi ý thế kia. Mà Trump là một người chuyên nghĩ đến cái lợi trước mắt. Cho nên cái lợi trước mắt đối với Trung Quốc như vậy là bao nhiêu công ty, bao nhiêu hãng ở bên Mỹ buôn bán với Trung Quốc. Ông Trump nói về phía ngoài như thế thôi, nhưng chúng ta thấy vấn đề hoa vi thế này, thế kia, như thế nhưng Trump sẽ cho các công ty đó bán hàng nên không thể dựa vào Tổng thống Mỹ hay một Tổng thống khác nào được. Mà kể cả với các đồng minh cũ lâu nay ở bên châu Âu, những tổ chức đa phương như là NATO thế này thế kia, Trump cũng chẳng cần thì một nước Việt Nam nhỏ bé xa xôi không có lợi ích kinh tế lớn bằng Trung Quốc thì Việt Nam không thể dựa vào Mỹ trong lúc này được. Gần đây, đối lại với các động thái của Trung Quốc trên Biển Đông và các khu vực một số quốc gia trong vùng đã bày tỏ thái độ như malaysia và philippines riêng với trường hợp của philippines quốc gia đã thách thức mỹ thực hiện một thỏa thuận đồng minh mỹ philippines để có hành động cụ thể như đưa hạm đội bảy và lực lượng mỹ thách thức trực tiếp trung quốc về động thái này của lãnh đạo philippines giáo sư ngô vĩnh long bình luận rằng với philippines tôi thấy Duterte hoàn toàn đúng là bởi vì Mỹ trong quá khứ đã không để ý đến vấn đề Philippines bị khó khăn. Đặc biệt là với Trung Quốc thì bây giờ đối với Tổng thống Trump mà như vậy, Duterte thách thức là Mỹ muốn làm gì, thách thức Trung Quốc coi, hãy cho tôi biết, nhưng Mỹ có làm gì đâu. Rồi đến lượt của Hải quân Mỹ đi vòng vòng các đảo gọi là các đảo nhân tạo thì đi ngoài khu vực 12 dặm, không phải là đi vào phía trong 12 dặm. Nhưng những đảo gọi là đảo nhân tạo đó do là những chỗ bị ngập nước khi thủy triều lên cao thì chỉ được 15m để cho thấy không có bị sự cố. Chỉ 15m thôi nhưng Mỹ lại không dám thách thức chuyện đó thì đu tê tê thấy rằng anh Mỹ nói đùa thôi. Anh đùa thì làm sao tôi tin anh được? Giáo sư Ngô Vĩnh Long bình luận với BBC News Tiếng Việt từ Boslo, Bồ Đào Nha. Những bình luận của giáo sư Ngô Vĩnh Long có lẽ không phù hợp và không được nhiều người đồng ý đặc biệt là liên quan đến lợi ích của mỹ tại biển đông tuy vậy chúng ta cũng cần đồng thuận ít nhiều với ông đó là trong tinh thần quốc gia chúng ta phải tự dựa vào sức mình trước tiên là đòi hỏi từ chính chúng ta đòi hỏi từ chính những nhà lãnh đạo phải có hành động gì bởi vì mỹ hay bất kỳ một nước nào muốn giúp ai thì chính chúng ta phải tự giúp mình trước Chính như lời của Phó Đô đốc Hạm đội Bài nói, chúng tôi không sợ Trung Quốc, chỉ sợ các bạn Việt Nam không dám chống Trung Quốc đến cùng mà thôi. Nếu chúng ta can đảm, nếu chúng ta không hèn nhược, thì chúng ta làm gì sợ Trung Quốc? Cả hàng ngàn năm nay, Trung Quốc vẫn chưa bao giờ thắng Việt Nam. Cho dù đã có những hàng trăm năm chúng ta phải triều cống Trung Quốc, có lẽ đây cũng là một thời kỳ mà các lãnh đạo của chúng ta chẳng khác gì vua chúa ngày xưa phải triều cống Trung Quốc nhắc lại cho chúng ta thấy rằng trên diễn biến thời sự có những sự đối đầu căng thẳng liên quan đến tàu khảo sát của trung quốc triển khai trên rạn san hô đang tranh chấp ở biển đông tờ báo bưu điện hoa Nam buổi sáng nhận định rằng đây có thể coi là một cuộc đụng độ lớn nhất giữa hai quốc gia trong năm năm trở lại đây các tàu bảo vệ bờ biển của trung quốc và việt nam đã tham gia vào một cuộc đối đầu kéo dài hơn một tuần lễ tại khu vực của rạn san hô ở biển đông sự kiện có nguy cơ xảy ra đụng độ và xung đột giữa Trung Quốc và Việt Nam. Đối đầu có thể gây ra một làn sóng tình cảm chống Trung Quốc ở Việt Nam chưa từng thấy. Kể từ năm 2014, khi một dàn khoan dầu của Trung Quốc tức là tàu khoan dầu HD981 tới khu vực quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp giữa hai nước. Sáu tàu bảo vệ bờ biển được trang bị vũ khí hạng nặng, hai của Trung Quốc và bốn của Việt Nam đã gườm gườm nhìn nhau trong cuộc tuần tra quanh khu vực bãi tư chính trong nhóm đảo Trường Sa kể từ tuần trước là những tin tức tường thuật đã được báo chí quốc tế đăng tải. Có tin khoảng một chục tàu đã hiện diện trong khu vực lân cận theo các trang mạng theo dõi hàng hải từ hôm thứ Năm ngày 11 tháng 7 diễn ra là xảy ra những bất chấp cam kết hồi tháng 5 năm 2019 của các bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc và Việt Nam để giải quyết tranh chấp hàng hải bằng đàm phán. Hôm thứ Tư tuần trước, 3 tháng 7, tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc đã vào vùng biển gần rạn san hô do Việt Nam kiểm soát để thực hiện một cuộc khảo sát địa chấn. Giáo sư Ryan Martinson thuộc Đại học Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ tại Newport, Rhode Island, cho biết trong một thông điệp trên trang Twitter vào thứ Sáu, được trích dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển, được tờ Short China Morning Boat đăng tải lại ý kiến. Rằng các tàu hộ tống của tàu này bao gồm hai tàu bảo vệ bờ biển Vũ Trang trọng tải trên 12.000 tấn, số hiệu 3901, kết hợp với mấy máy bay trực thăng và tàu bảo vệ bờ biển 2.200 tấn, số hiệu 37. Nên kiện hay không nên kiện, nên hòa hoãn hay nên lên tiếng? Chúng ta, nhất là những người công dân Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới, cần biết đồng lòng và chúng tôi rất vui khi chủ nhật ngày tới đây sẽ có cuộc biểu tình tại toronto để chống trung quốc xâm lược bãi tư chính và lên tiếng cho các vấn nạn của xã hội nhất là biển đông đang bị giặc ngày đêm giày xéo xin thân mời quý vị tham dự và đồng thời xin quý vị cũng tiếp tục ủng hộ để mỗi ngày chương trình của chúng tôi thêm hoàn thiện hơn